Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay mình sẽ mang đến cho bạn về một mẫu tai nghe True Wireless mức giá tốt đến từ một thương hiệu thực sự là đã quá quen thuộc ở thị trường Việt Nam rồi, chính là Padmate. Nhắc đến Padmate thì ngày xưa các bạn hay nhớ đến mấy cái mẫu PAMU kiểu Scorn này, PAMU Slide, Slide Plus Mini các thứ gì đó. Thì rất nhiều sản phẩm của Padmate rồi. Nhưng lần này Padmate lại mang về Việt Nam một mẫu tai nghe có cái tên lạ lùng hơn, chính là Tempo T5. Vậy thì với cái mẫu tai nghe này nó có thứ gì hay ho hay không? Và liệu trải nghiệm của nó có tốt để khiến cho người dùng bỏ tiền ra hay là không? Thì trong video này mình sẽ cùng các bạn đánh giá một chút về cái mẫu tai nghe này nhá. Mình đã trải nghiệm nó một khoảng thời gian rồi và đây sẽ là video đánh giá kỹ hơn của mình về mẫu tai nghe này. Mức giá niêm yết của nó thì trên vỏ hộp mình thấy ở đây chính là 1.990.000 tại 7S. Thế nhưng mà sản phẩm này đang có chương trình hot sale từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 3 gì đó chẳng thì phải. Mình không nhớ cụ thể cho lắm. Các bạn có thể click trực tiếp vào link ở phía bên dưới phần mô tả video tại 7S nhé. Thì mức giá của nó sẽ được hot sale xuống chỉ còn là 990.000, tức là giảm 50% luôn đấy. Vậy thì với giá tầm khoảng 1 triệu, nó có gì hay? Bắt đầu nha. Đầu tiên thì chính là với cái hộp sạc này của mình, nó theo kiểu dạng bên dưới to bên trên thì nhỏ, mình cũng không biết gọi kiểu như thế nào, nhưng mà đây là hình dáng của nó, khá gọn gàng và đáng yêu. Và cái hộp sạc của chúng ta có dung lượng khá lớn, lên tới là 1000 mAh, thế nên là các bạn cũng không phải suy nghĩ nhiều về việc đấy là nó có sạc pin được cho cái sản phẩm này được nhiều lần hay là không. Anh em yên tâm, thì nói chung pin của mấy mẫu tai nghe đến từ Padmate này thì anh em không phải lo nghĩ nhiều đâu, chúng ta sẽ tập trung vào những cái khác. Rồi thì đây chính là cái housing của mình. Mới đầu mới nhìn vào cái housing này thì mình thấy nó khá là lạ, tại vì là nó không phải theo cái kiểu mà nó vạt sang một góc, mà đây các bạn có thể nhìn thấy nó thẳng đùn đùn xuống này. Và mình nghĩ bụng mà là ôi, housing như này thì đeo lên tai kiểu như thế nào. Và thật lòng mà nói thì cái cảm giác đeo cái housing này khá là lạ, và các bạn sẽ cần phải chỉnh cho nó vừa vào tai thì chúng ta mới có thể quen được. Ở đây khi mà đeo quen vào rồi thì mọi thứ cũng trở nên bình thường, tại vì nó vẫn là kiểu dạng ear tip. Này, có một cái phần đầu vòi để đi vào sâu hơn phần hốc tai của chúng ta. Và cái cảm giác đeo mình đánh giá là nó cũng dễ chịu. Được cái là cái thiết kế housing nó nhỏ mà, nên là đeo nó cũng không bị kén tai quá nhiều. Các bạn cũng không cần phải là đắn đo về cái vấn đề này. Ở mặt ngoài thì chúng ta sẽ được làm một cái họa tiết kiểu dạng giả da, nhưng mà thực chất ra nó vẫn là bằng nhựa thôi. Và tất cả cái tai nghe này đều là bằng nhựa 100%, cho nên là trọng lượng của nó cũng nhẹ, đeo lên tai cũng không có vấn đề gì phải suy nghĩ nhiều. Bảng điều khiển sẽ là cảm ứng, và những cái thao tác của nó cũng tương tự như những chiếc tai nghe của nhà Padmate từ trước cho đến nay. Ví dụ chạm một lần để play pause này, kích đúp để mà chuyển bài này, hay là nhận cuộc gọi thì kích đúp để mà nghe, kích đúp để mà tắt, đấy, kiểu vậy. Nói chung là quá quen thuộc rồi, nên mình cũng sẽ bỏ qua luôn ở cái vấn đề này. Có một thứ mà các bạn có sẽ cần phải lưu ý, đấy là với cái thiết kế bằng nhựa như cái mẫu tai nghe này, mình lại thấy nhựa nó không hẳn bóng mà nó cũng không hẳn nhám. Thế nên mình cũng không rõ là nó có bị nhanh xước hay là không. Nhưng mà cái phiên bản mình nó có ở đây là phiên bản kiểu dạng màu như kiểu màu tím tím ấy, thì nhìn nó khá là sạch sẽ và nó cũng không bị lộ ra những cái vết xước nhiều, nên là mình nghĩ là cái tai nghe này cũng khá ok. Nó có luôn tiêu chuẩn kháng nước, thế nên là các bạn cũng không cần phải quá đắn đo trong quá trình mà chúng ta đeo cái mẫu tai nghe này mà đi tập luyện thể dục thể thao bên ngoài mà dính trời mưa các thứ gì. Anh em không phải lo về vấn đề này nhá. Rồi, quay trở vào với cái chất âm và khả năng thể hiện âm thanh đi. Thì cái mẫu tai nghe này nó có cái driver chỉ là 6mm mà thôi. Tức là nói cho đúng ra thì nó không quá lớn. Nếu không muốn nói là thậm chí còn nhỏ hơn so với nhiều đối thủ trong cái tầm giá này. Nhưng bởi vì cái khả năng tinh chỉnh của nhà Padmate rất tốt, dẫn đến là cái tai nghe này mình đánh giá là có chất âm, nói chung là ổn trong cái tầm giá 1 triệu của nó. Âm bát của nó khá tròn, có lực và nó nghe nó không bị dư lượng quá nhiều, cũng như là nghe nó khá là gọn gàng, có những cái tiếng trống đánh chắc, nói chung là nghe khá là ok. Cái phần mid bass thì nghe nó rất là tròn, nhưng mà cái phần upper bass, tức là bass xuống sâu, thì nó hơi bị mất đi một chút xíu. Nhưng mà cơ bản như thế mình nghĩ đã là khá đủ rồi. Bù lại thì cái âm mid của nó lại khá là sáng, khá là tròn. Nghe giọng hát của ca sĩ thể hiện một cách rất là tròn trịa, dễ nghe, và đặc biệt là với những giọng ca nam, ví dụ như là Phan Mạnh Quỳnh, ví dụ như là Hà Anh Tuấn hay là Bùi Anh Tuấn, thì cái tai nghe này thể hiện một cách khá là ok. Bạn nào mà nghe nhạc Âu thì cũng có thể tham khảo một vài bài đến từ Maroon 5 á. Nghe giọng hát của Adam Levine thực sự rất ấn tượng trên cái mẫu tai nghe này. Phần treble của chúng ta, tức là âm chi tiết, âm cao ấy, thì nó thể hiện ở một cách gọi là đủ nghe, cũng không có điều gì quá đáng để nhắc đến cho lắm cả. Một vài những cái chi tiết
quá cao á, thì cái mộ tai nghe này sẽ có cái thiên hướng nó hơi bị tối tối xuống và nó sẽ bị mất mất nhẹ được một tí. Nếu bạn nào mà nghe không kỹ thì cũng không thực sự là cảm thấy ấn tượng cho lắm về cái mẫu tai nghe này ở cái âm cao. Nhưng mà giữa rõ ràng với cái tầm giá khoảng 1 triệu thì mình vẫn có thể đánh giá khá tốt cái mẫu tai nghe này. Vậy thì xét ở tổng thể chất âm của Badmate Tempo T5 thì nó hướng đến những bài nhạc thể hiện vocal của ca sĩ, nhạc pop, những bài nhạc của Thành Hưng này, những bài nhạc kiểu Anh Thanh Niên, Huy R, các thứ, nói chung là nhạc pop, nhạc nhẹ nhàng, dễ nghe, không quá sôi động nhưng mà cũng không quá thể hiện những chi tiết trên cao, nhạc kiểu nhạc bình thường, dễ nghe ấy. Được cái là nó sử dụng cái chuẩn Bluetooth đấy là 5.0, thế nên cái tình trạng gọi là bị delay á, nó đã hạn chế gần như là tối đa trên cái mẫu tai nghe này. Vậy nên nếu như bạn nào mà có chơi game thì với cái âm mid thì tốt như thế thì nó cũng sẽ giúp các bạn có thể định hướng trong quá trình chúng ta bắn những tựa game FPS một cách tốt hơn, định hướng âm thanh các thứ nó cũng rõ ràng hơn rất là nhiều. Nói chung là mẫu tai nghe này thì mình đánh giá là nó đa di năng, dễ nghe, dễ đeo, dễ chịu và đặc biệt là nó dễ tiếp cận với mức giá chỉ khoảng 1 triệu khi hot sale tại Seven mà thôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Badmate Tempo T5 này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Và một lần nữa mình xin nhắc lại là sản phẩm này sẽ được hot sale thì nó mới có mức giá đấy là 990.000 mà thôi. Còn nếu không, mức giá thông thường của nó nghe đâu tổng khoảng 1.3, 1.4 gì cơ. Link mình sẽ để phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.